Rồi, xin chào bà con. Nè, thăm vườn cuối năm. Đấy, bà con thấy nè, mình đang ở Tân Phú, Cái Răng, Cần Thơ. 24 cây sầu riêng như thế này, lấy đánh 6 tấn. 24 cây, 5 tấn mấy 6 tấn sầu riêng. Như mình nói là cái cây này là mình lấy 300 kg là vẽ ra đối với lực cây này, cây bên kia nè. Cái cây này, cái đùm này 8 trái nè, đáng lẽ là bà con phải bỏ trái đèo này. Là 7 trái còn lại nó đẹp. Không, ta mình không cắt đều nên nhìn nó không đẹp. Nhìn trái nè, nên cái đùm này, nhánh này 2 4 6 8 trái thì bỏ trái đèo nhỏ này nè. Đó. Bỏ trái đèo nhỏ này là đẹp luôn. Cái này còn lớn nữa. Cái da này nó còn xanh nó còn lớn. Chừng nào mà con để ý ha. Là cái chừng nào cái lằn kẽ này nè, cái lằn kẽ giữa chân ga này nè. Đó, mà nó sậm lại, nó không xanh nữa là nó không lớn, nhưng những cái này nó còn lớn nữa. Đó cái lằn kẽ này. À. Chưa đâu, cái này 10 tết. Đúng rồi, phun nó phi. Đây nè. Không theo. Đầu khiếp không? Đây nè. Cây này dám có 70 trái khó à. Đó. Cây bên kia nữa. Nhánh này 8 trái không là gì hết, nên mình quay cái đùm 9 trái cho bà con coi nè. Đây nè. Cây bên này nè. Đây, con nhìn đâu. Cây này nhiêu trái anh? 120 mấy trái. 120 mấy trái. Trời đất ơi, cái này 120 mấy trái. 2, 4, 6, 7. Cái nè. Bởi vì lái mới đánh cho anh là 24 cây mà 5 tấn mấy 6 tấn. Anh đã gỡ. 124 trái sầu riêng đối với miền Tây. Chút nữa siêu phẩm. Chút nữa cho siêu phẩm. 3 đùm 50 trái. 3 đùm sầu riêng 50 trái. Đây đùm này 9 trái. Đùm này 9 trái. À. Đó. Đây. Đó. Hiện tại sầu riêng mình nuôi được có năng suất được là do những mình có những dòng phân xô, phân can và những dòng khung vô trái nó cực kỳ đẹp. Nhìn đó. Cái này mà tiễn đèo một cái nữa ha. Nè, những cái đùm này nè. Bỏ cái đèo nhỏ đó một cái. 10 ngày sau là cặp này đẹp, 4 cái đó đẹp cho coi. Mình xuống giờ mình sẽ cho cắt đèo nữa. Đây. Những cái nhánh này nè. 2 4 6 7 trái. Cắt bỏ cái đèo này. Còn 6 trái là đúng đẹp luôn. Con nhìn là trái nè. Cái này nó nói chung là kỹ thuật đúng hết, phân thuốc đúng hết, nhưng mà chỉ có cái là hơi tiếc cái đèo không tuyển, nếu mà cắt đèo nữa còn đẹp nữa. Như nhánh này 7 trái, 2 4 6 8 9 trái thì bỏ một trái đèo hoặc là hai trái đèo đó là còn lại 7 trái cực kỳ đẹp. Đó, hai trái đèo đó nó sẽ dỗ lại những trái còn lại là cực kỳ đẹp. Mà con nhìn cái lượng dây chằng nè. Đó. Khiếp. Chưa lại vậy chứ. Là chạy nó đậu cơ nè. Nè, có nhìn nó đậu nè. Khiếp không? Đó. Mà với giá sầu riêng hiện tại thì 24 cây này bán 600 triệu bà con tin không? Ghê không? Đó. Rồi. Đi vô cái cây kia. 3 đùm 50 trái hả? Chưa, chút qua anh kia. Đi, 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 đi. Mấy đi. 3 đùm 50 trái. Đi. Đó thôi. À, bỏ mấy trái đèo này là một cái rồi. Cây này bỏ 5 4 trái đèo nữa, bỏ 3 trái đèo nữa là đẹp. Hổm xịt có đi cộng thuốc nấm vô không? Có. Cái cặp của thằng bộ đây nấm phấn hả? Ờ, cái cặp đây... hoàn hảo gì đó. Bộ đây hoàn hảo. Đây bà con nhìn nè. 135 trái hả? À. Cây sầu riêng ở miền Tây mình 135 trái. Đây ngoài dòng siêu phẩm. Mình gọi đó là siêu phẩm nè. Đây. Em cái này nó, ta, nó nhờ nó nhiều nhánh, nó nhánh nhiều nhánh đó. Nhiều nhánh và tại vì trái nó phân bổ đều. Trời trời, số nhánh anh cũng có công ghi như chơi vậy. Thổi thêm đi nè, coi nè. Đây đó, mà trái nó đều hết, nó căng tròn trái hết, nó căng hết. Cái này cắt đúng 4 trái đều nữa là cực kỳ đẹp luôn, là 10 điểm luôn nè. Mà mình để vẫn bình thường tại vì tỷ lệ 8291 cho phép hết, tức là 10 trái mình được méo 1 trái 2 trái. Đấy, 135 trái siêu phẩm. Khiếp thiệt. À, 24 cây thu hơn 600 triệu. Cái vườn này nếu mà năm nay mà gắn bó với mình từ đầu mà lúc làm bông ha, tại vì làm không ngon mới điện cho mình. Nếu gắn bó với mình từ đầu đối với những cây như thế này, năm nay vườn này phải thu từ 2 tỷ. Đó. Hiện tại là cổ tiếp theo đang bằng hột gà. Bằng hột gà là một cây đậu gần 200 trái, 150 trái đây. Là không tiễn trái được. Đâu còn sao. Đậu vậy đó. Nhưng mà chủ yếu là mình cái cổ này thì dễ đậu rồi, mà chủ yếu mình ghi cái này thôi.
Đây, 135 trái. Đó, quay nhẹ cho mọi người coi. Đó. Ha, không thua miền Đông nha. Nói với lực cây này 130 mấy trái, nó bự như thế này là không thua miền Đông. Cái cây này không thua trái, trái không thua như miền Đông. Miền Đông nó cũng gì nè, mình vẫn lớn bình thường, vẫn lớn đều bình thường. Cục đất của mình nó nhỏ, mình bị mương nó, nhưng mà đế lực trái này mà nó phì như thế này là không thua miền Đông nha. Đó. À, khiếp không? Kinh khủng không? Bữa nay là coi 70 mấy ngày mà chú già còn xanh, còn xanh dần luôn, trái này còn lớn nữa. Đó. 4/10 tháng 10 đó. Nhất văn không mà. Mới 24 cây mà 5 tấn mấy 6 tấn trời, đâu phải chuyện giỡn. Đây. À. Mình nói là người ta nói mình nó phết á ha, nhưng mà thật sự là cắt xuống là nó từ bằng tới hơn nữa. Những cái mẫu trái này rất là có ký, tròn trái nhưng mà nặng ký và đều không đều học hết. Đấy, mẫu trái này làm gì gất 3 ký. Ha, 1000 trái làm gì gất 3 tấn. Biết. Kinh khủng. Cái này như cái. Cái này anh cắt mấy trái đào nữa một cái thì thôi à. Đây nè. Mọi nhìn trái đầu. Đây, cổ tiếp theo của mình nè. Nè, nó đậu một cây 100 mấy chục trái như thế này không không biết đường tiễn luôn. Trái nào nó cũng tròn hết. Ba cây ha, để mình đứng bên đây thôi, mình không cần qua. Đây mọi nhìn nè. Đó. Khiếp không? Trời ơi, kìa cái nhánh đó kìa. Anh có cong vô thân chính không vậy? Có mà cầu vô cây che chở đó. Không có nhánh bự bên kia kìa. Ba cộng. Câu vô thân chính rồi phải không? Để nó tét nó sạc xuống luôn á. Cái này mà con nhìn nè. Khiếp giòn, khiếp hồn, khiếp dế không? Quá giỏi. Quá đẹp. Không không chơi vào đâu được hết. Cây kế bên cũng trái nhiều luôn hả? Nhiều, 24 cây đều đều như không đó. Cây mà nó có 8 trái. Đây, thì nó đậu nè. Ở đầu là chỉ có biết kêu trời thôi. Đây nè. Đấy. Chỉ biết than trời chấp đất thôi. À, tại sao? Tại vì sầu riêng nó có giá quá. À, mà dế lực cây như thế này hiện tại trái dần cắt rồi mà dế lực cây trái nó tròn như thế này. Bộ lá như thế này thì khổ cái gì có nói nó hết. Mà con nhìn cái chùm đó nè. 2, 4, 6, 8 trái. Chùm bên đây. 2, 4, 6, 8, 9, 10 trái. Chùm nè. Chùm nào chùm nấy nè. Ghê hồn không? Đấy. Lạnh lùng không? Cắt bỏ, chắc là thú nặng cắt bỏ. Chắc ăn là phải có, giờ đoạn lên cơm là trái nó tạo đồ ngọt là ăn là phải có. Đây nè. Đó. Yeah. Cái trái này, cái nhánh này nè, 2, 4, 6, 8 trái. Bà con cắt mình giùm mình cái này đi. Là 7 trái còn lại nó đẹp cực kỳ ha. Đó, không nên than như thế. Cắt bỏ đi. Để là 7 trái còn lại nó đẹp cực kỳ luôn. Rồi. Mẫu trái bên này nè, không dưới giá 3 kg. Mẫu trái này không gấp 3 ký, 3 kg đâu. Mẫu trái này. Mà nó nhiều trái chứ không phải ít trái nha. Nó nhiều trái, cả 100 trái trên cây nhưng mà mỗi trái nó không gấp 3 kg. Chứ là tiếng đó là những cái dòng xô, những dòng phân canh của mình và chế độ dinh dưỡng mình phun qua lá, qua trái cực kỳ đủ. Nhìn nè. Đó, chỗ nào không trái hết. Rồi. Đi qua cây bạn. Trong vô. Rồi tức nó đầu gì đó. Nó đậu. Bố cây này. Bố này không biết đường tiễn luôn. Đây, mọi nhìn nè. Đấy, miền Tây mình ha. Khá là giỏi, rất là giỏi. Khiếp. Đó. Mình nhìn ở trên xuống, mà con nhìn trong cái video á, là hẹp quay á, là ở dưới mình quay lên là cái đít nó bắt đầu nó bằng với cái hông. À, bắt đầu cái hông hở ra hết, mình đánh đủ dinh dưỡng là cái hông nó nở hết, nó năng hông hết, nó năng học trái hết đó. Tiếng gọi là chế độ dinh dưỡng mình rất là đủ, mà hiện tại là lúc nào cây nó cũng hơn lực sức trái hết. Còn tất nhỏ thì khỏi nói đầu nè. 4 cái này là năm rồi nó không có trái nào hả? Không có trái nào, vậy năm nay nó cây cỡ 100 hơn 100 mà không có nào dứt. Nó bị nước hả? Ờ, năm rồi nó bị mấy lỗ mỏi vậy nè. Ờ, nó bị nước chân đó. Đây, mình nhìn đi, mọi người nhìn đi. À, mình không có ý kiến luôn, không dám cho ý kiến luôn ha. Phải nói là đỉnh rồi.
Cái này mà không cắt đều thôi chứ này mà cắt đều một phát đẹp chín một luôn, không nói gì đó hết. Đó. Đây. Nè. Tại vì sao? Tại vì vườn này giao là có trái tính tiền, có trái tính tiền trên 100.000 ký mà có trái tính tiền nên không cắt đều luôn, để luôn. Show hand là có trái tính tiền, show uống mỗi ra. Có uống trái rồi nha, có uống rồi đó, uống mấy trái rồi đó. Rồi, ok. Nè. Bốn cây này là không có năm rồi, không có trái nào nè. Năm nay nó đậu nè. Nó đậu cây 100 mấy chục trái. Trời ơi nó đậu. Cây già thật sự nó nói chung là cây già nó dễ lắm. Nó dễ trái tròn lắm. Nè, nó thừng cây rồi. Cái cổ này trước nè, cái cổ này cái cổ anh trước bên Phong Điền nè, tại thân tay nó bự hơn cổ tay nè, có tóc bự hơn cổ tay nè. Phong Điền giờ mới bằng hộp gà với giò cái à. Trước chút xíu trước từng lễ thôi là khỏe rồi, là có giá rồi. Cây này mà không có trái bởi vì uổng thiệt, cây này 100 trái, 120 trái nhầm gì nó. Cây này 100 trái. Mấy cây kia nãy 135 trái rồi. Ôi ôi nó đẹp. Đi vòng bên đó về. Coi hai cây đó. Đây nha, cho nó lọt sọt đó à, nó hai con trái là mình phải cái bờ nó dài cây gì đó à. Cái này nhiêu trái, trăm mấy, 138 trái. Cây này 135, cây này 138 hả? Rồi, còn thấy nhất gần không đây nè, 138 trái mà hiện tại trên 100.000 ký. Cây sầu riêng này bao nhiêu tiền đó, nhưng mà phải chế độ dinh dưỡng đủ. À, cái cá xô nuôi trái, cái NPK, cân đối NPK và kể cả những dòng phun qua trái nó phải đủ, nó mới nuôi nổi. 138 trái sầu riêng, khiếp không? Đấy, vỏ đồng trái 2 ký mấy, 3 ký thôi, đây gần 400 ký, gần 400 ký, một cây sầu riêng 30 mấy triệu. À, nghe nó 30 mấy triệu nó nhẹ nhàng nhưng mà tiền mình làm nó nhức gan á, 30 mấy triệu cây sầu riêng. Như thế này hết. À, còn lớn, trái này nó còn lớn. Những trái này nó còn lớn nữa, nó còn tròn nữa. Nó còn dỗ vô nữa. Nha. Nè, những trái này nó còn năng ra nữa. Bữa nay nó 79 ngày đó. Còn lớn nữa. Nó còn xanh. 78 ngày là những cái trái anh quét trước, nhưng trái này nó không lớn nè. Còn những trái anh quét sau 3 mấy ngày đó, những cái đêm cuối á là nó còn lớn nữa. Nè, như mấy cái này vẫn còn lớn nè. Lớn chút nữa, lớn được chút nữa. Mà cặp này xịt nó xanh, xanh gai ghê. Đúng rồi. Trái mình gái bán này vẫn xanh bình thường, xanh đều luôn. Mà không bể gai. Đúng rồi. Nó lớn, nó căng trái hết nhưng mà không bể gai. À. Giờ mà làm sầu riêng mà bể gai nó bán cho ai? Chết á. À. Cái nó đeo cái nè. Đứng đây nguy hiểm quá. Rồi, ok, cái cơ. Đúng là cây già đậu trái. Cây già mà tán lớn ha. Bộ lá đẹp ha. Đậu trái không chê được. Mình con nhìn cái nhánh này nè. Đó. Nè. Để khiếp không? Đó. Quá đỉnh. Cái này đây sắp tới chắc cho phun lần canxi với kali với nắm cái nữa. Phun cái nữa mới được. Mới phun rồi phải không? Ừ. 7 ngày sau phun cái nữa. Nắm với kali với canxi thôi. Đây nè, tới hiện tại dàn lá như thế này là ok rồi. Mà trái ở trong nè. Rồi.